Hello, thân mến chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe là những cái việc mà những người làm thầy bà đập gắt gối, và cũng như là những điều kiêng kỵ trong cái việc làm thầy bà. Có những người họ không biết và những người họ vẫn không có hiểu những điều này, nhưng mà mình sẽ kể cho mọi người nghe một số chi tiết mà mình biết về cái điều mà thầy bà giống như kiêng kỵ và kiêng cữ như thế nào, thì mình sẽ nói cho tất cả mọi người. Thì đó là điều đầu tiên mà mình biết được là như vậy, là khi mà cái người làm thầy bên Bùi Lô Ban á, thì sáng họ bước ra khỏi nhà, sáng mà họ ngủ dậy họ bước ra khỏi nhà, và cái người đầu tiên họ nhìn thấy mà cái người đó là người phụ nữ mà cầm cây lược chải đầu, mà đứng ở trước cửa nhà mà cầm cây lược chải đầu, mà cái người ông thầy đó ông dòm thấy, thì coi như là cái bà đó, cái đầu của bà một chút xíu sau nó sẽ rối nùi lên, và nó sẽ dựng lên như vậy, và nó rất là rối, nó dính cây lược vào trong cái đầu luôn, không gỡ ra được. Và cái chuyện đó là chồng mình thấy được, và chồng mình nói là tại sao chú lại làm như vậy. Cái xong cái chồng mình hỏi là ủa sao lại chú lại làm như vậy vậy, tội người ta. Cái ông đó nói tao đâu có làm gì đâu. Cái hỏi sao mà cái bà đó, cái tóc của bà nó dính vô cái lược, nó dính vô cái đầu luôn, gỡ ra không ra vậy. Cái ông mới nói là cái đó là điều kiêng kỵ của cái người làm thầy pháp, là sáng tao mở mắt ra tao bước xuống giường và người đầu tiên tao gặp mà người đó cầm lược chải đầu, mà vô tình ổng gặp phải thì coi như là cái người đó sẽ bị như vậy. Giống như là bên cái môn phái đó của họ, nó có những cái điều cấm kỵ như vậy đó. Thì cái xong cái chồng mình nói là không được, theo kiểu là cái đó là ổng cũng không muốn, mà ổng cũng không phải là ổng cố tình ổng làm cho cái bà đó cái đầu rối lên như vậy, hoặc là không phải, là cái đó là giống như là cái tổ của cái nghề đó, là nó như vậy, nó kỵ cái đó đó. Với giống như các bạn mà đi xe vậy đó, các bạn mà đi xe là họ cũng kiêng kỵ cái vụ là các bạn đứng trước đầu xe mà cầm lược chải đầu á, cầm lược chải đầu rồi đứng trước cái đầu xe mà chải đầu là cũng kiêng kỵ nè. Thứ hai là ở trên xe mà cầm càng mà thuyết sáo là cũng kỵ luôn. Đó là giống như những cái điều mà kỵ của những cái ngành vậy đó. Và cũng giống như cái ngành mai với ngành mộc là kỵ là không có được, ngành mai á, là kỵ không có đưa đồ mà ví dụ như cái ngày mai là xài kéo nè, xài thước nè, xài thước cây nè, là những cái đó là không được cho người ta mượn, là những cái đó là không được cho người ta mượn. Hoặc là kim rồi nè, là không có được cho mượn, vì lý do là nhà tổ nghề nếu như mình cho người ta mượn coi như là tổ bỏ mình đi, và mình sẽ không làm ăn được nữa, và một ngày nào đó mình sẽ lụng bại. Đó là những cái điều kiêng kỵ của cái tổ nghề đó. Và tiếp đến nữa là như vậy, nếu như mà cái người thầy đó, làm thầy làm bà đó, là những cái người mà đã học về cái đó rồi á, thì họ không được ăn thịt chó nè, không được ăn thịt trâu nè, là những cái thịt đó là không được ăn, bị cấm kỵ, là mỗi lần ăn những cái thịt đó vô là sẽ bị là giống như cha mình á. Cha mình thì ổng không có học làm thầy, nhưng mà ổng có học Bùa Lô Ban, ổng chỉ học sơ sơ những cái mà vẽ Bùa Lô Ban, phán cho người ta rồi để bông gân chặt khớp rồi đó, rồi phán dời rồi đó, bị dời ăn rồi phán đó. Thì ổng không ăn được thịt bò, mà không ăn được thịt trâu, không ăn được thịt chó. Đó là các bạn biết không, khi mà ăn những cái thịt đó rồi á, là bị hành. Mà hành như thế nào thì mình sẽ kể cho các bạn mọi người nghe, là cái chuyện hành của nó rất là ghê gớm. Ví dụ như á, ăn vô xong có người thì hành như vậy, ông ngoại mình á, thì bị hành là ổng đang đứng gì đúng không, cái ổng đâm đầu vô tường, giọng tường vô bung 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 gì đó. Xong rồi á, còn không á, thì mẹ nói ổng đang đứng ở dưới nền nhà vậy nè, là ổng nhảy một phát là đụng lên cái sàn, cái đà ở trên nhà đó, ở trên cái sàn ngang á, đâm cái đầu lên trên đó. Rồi mẹ nói từ trên đó ổng võng ngược cái đầu xuống, ổng đập cái đầu xuống dưới đất. Mẹ nói nó cứ như vậy đó, rồi ổng vả lên mặt bác này nè. Mẹ nói Ví dụ ngày hôm nay mà bị đi ha, bị ai gạt, ví dụ như đôi khi cái đó là không phải không muốn, mình biết là mình không có muốn ăn, nhưng mà có nhiều người họ không tin đó, họ nói là mình xạo, mình làm gì mà ăn không được á, cái họ gài, họ cho mình ăn. Là bắt đầu là ông ngoại mình á, mẹ nói là được đó, ông ngoại bị gài, giống như là ông ngoại nói tôi không ăn được thịt trâu, cái họ nói họ không tin, họ gài cho ông ngoại ăn, giống như họ kẹp vô đồ ăn hay không làm gì đó. Cái xong ông ngoại ăn là mẹ nói hả, hành nguyên ngày hôm đó luôn, qua tới ngày hôm sau là cái mặt sưng như cái đầu heo vậy đó, mẹ nói sưng chần dần như cái đầu heo vậy nè. Mẹ nói ha, rồi hả lấy mấy cái cây sắt đó mọi người, mẹ nói lấy cây sắt mà xuyên từ bên đây nè, xuyên từ bên đây mà xuyên qua bên đây luôn. Mà mẹ nói qua ngày hôm sau là không có gì hết, những cái chỗ đó là mình thấy lành hết trơn. Mẹ nói là mẹ nói hả, cái mặt là lỗ, nhìn thấy lỗ mà không phải là lỗ mà thấy đỏ máu đỏ vậy nè. Mà mẹ nói mà chỉ cần qua ngày hôm sau thôi là hết. Mà mẹ nói hả, hành cả ngày trời luôn, mẹ nói hành từ sáng cho tới tối luôn. Mẹ nói hả, hành mà thấy ghê lắm. Rồi hả, mẹ nói hả, cây đồ hả, cây ba thầu vuông bự bự vậy đó các bạn. Mẹ nói hả, đập vô tay vô chân đồ. Mẹ nói hả là coi như là nguyên ngày hôm sau là nằm nhiều khi cả tuần lễ một tháng sau vẫn còn bị đau, bị bầm vết đau nữa. Mẹ nói cho nên mấy ông thầy rất là sợ ăn những cái đồ mà kiêng kỵ trong cái ngành của người ta. Người ta đã làm cái nghề đó và tổ sư của người ta là cái nghề đó rồi, người ta không có dám ăn những cái đồ cấm kỵ trong cái đó. Do còn cha mình á, thì bị hành là cái kiểu là ổng ăn xong đúng không, là mẹ nói hả, cha mẹ ổng đi ngược không à, ổng đi ngược lại phía sau vậy không nè, rồi ổng bẻ cái đầu ổng như nè, ổng bẻ cái đầu ổng quay ra sau á. Mẹ nói là ổng bẻ cái đầu ổng quay ra sau, mẹ nói nhìn ghê lắm. Rồi xong hả, ổng đi ngược cái sau, đi ngược lên trần nhà luôn. Ví dụ như đi gì đúng không, cái đi lên trần nhà, đi vòng ngược xuống luôn. Mẹ nói là đi trên cái đà luôn, mà đi cái giò là ở trên cái đà nhưng mà cái đầu là ở dưới đất, giống như là chổng ngược cái đầu xuống, giống như mà các bạn treo ngược người vậy đó. Mẹ nói rồi hả, gớt tự do luôn, đi ngược lên trần nhà, gớt tự do, đi ngược lên trần nhà, gớt tự do. Mà mẹ nói không ai cản được. Mẹ nói hả, lại mà nắm lại ha, 4-5 người mà sức mà 7-80 kg mà theo kiểu mạnh khỏe đó, dịnh ổng lại ha, ổng vũ một cái púp là văng ra, ổng vũ một cái púp là văng ra. Mẹ nói hả, rất là mạnh. Mà trong khi đó cha mày hồi lúc đó là hả, ốm tông ốm teo rồi, đâu có mập đâu, ốm chắc cỡ tầm 60 kg, 7 mấy kg à, khoảng tầm đó thôi. Mà mẹ nói ốm tông ốm teo vậy mà 4-5 người vậy đó, 4-5 người, một người dịnh hai bên, hai người dịnh hai bên vậy đó ha, là 4 người ha, mà dịnh lại ha, mà ổng vũ một cái phụp là văng ra, phụp là văng ra. Mẹ nói lúc mà bị hành lên vậy rồi là mạnh lắm. Rồi mẹ nói hả, nguyên ngày hôm sau là hả, ê ẩm mình mẩy hết, không chết. Hành vậy thôi chứ không có làm cho mình chết, nhưng mà làm cho mình ê ẩm nhức mỏi vậy đó. Rồi xong cho mình tởn, lần sau mình không dám ăn nữa. Đó là lý do tại sao. Lý do tại sao là họ làm. Bởi vì có nhiều người họ nói là ôi mình cứ ăn đi có sao đâu. Ví dụ như trong cái nghề đó làm gì, lâu lâu mình ăn miếng đâu có sao đâu. Mà không hề nha các bạn. Các bạn mà đã bái tổ đó rồi là ăn một cái đi rồi biết cái cảnh là tổ giật liền. Bởi vì người ta nói là cãi thầy núi đè, rồi cãi là tổ giật đó. Tổ giật là giật nhị đó, giật như vậy đó. Là mấy cái người làm thầy là họ bị giật như vậy đó. Còn giống như mình làm nghề mai hay là mình làm nghề mộc rồi đó thì cũng bị tổ giật nha các bạn, chứ không phải không bị đâu nha. Giống như nghề của mình là nghề mai á, mình bị tổ giật là mình chỉ bị khách giật thôi ha, hoặc là mình làm hoài cũng được. Các bạn biết ngộ lắm nha. Nhiều khi cái công việc đó mỗi ngày mình làm mà tự nhiên cái tới bữa đó mình làm hoài cũng được, mình làm cái món đó làm hoài không được là mình biết rồi đó, biết là tổ giật rồi đó. Rồi xong rồi bắt đầu cái bỏ, không làm nữa. Xong rồi bắt đầu đi thắp cây nhang khấn con vậy đó thì thôi. Ví dụ như công việc đó gấp thì mình khấn là ngày hôm nay con gấp cái việc này, con muốn là tổ phù hộ độ trì cho con làm xong được việc này đi, con sẽ cúng tổ gì đó. Thì khấn tổ nghề mình xong rồi bắt đầu mình làm tiếp. Còn nếu như mà cái nghề của mình mà nó không có được gấp rút hoặc là không có cần thiết phải làm trong ngày thì cứ bỏ qua ngày hôm đó đi, qua ngày hôm sau hả làm. Rồi các bạn biết không, có, bởi vì có nhiều người họ không tin đúng không, nhưng mà có tổ là các bạn biết cái chuyện này là thực chất luôn, là những người mà làm tổ đúc đồng á, mấy người tổ đúc đồng người ta rất là sợ đám ma. Các bạn biết lý do tại sao không? Là khi mà tổ đúc đồng á, là cái ông tổ đúc đồng đó đó, là ổng làm chung giống như là mình với ông đó làm chung với nhau vậy đó. Mà cái ngày hôm đó mà đám ma đi ngang là bắt đầu là nguyên cái vàng mà đúc á, mình đang đúc ha, là ra hư hết luôn. Bởi vì người ta rất sợ đám ma đi ngang. Ví dụ như mà bữa đó mà đám ma đi ha, là họ biết bữa đó là đám ma mà đi ngang ngay cái chỗ cái chỗ đó đó ha, là ngày hôm đó họ sẽ đình công, họ không làm, đình công lại không làm, chờ xong đám ma đi ngang xong rồi họ mới làm. Không hiểu lý do tại sao, nhưng mà người ta nói là hễ bữa nào mà có đám ma đi ngang, ví dụ như mình đã đổ xong rồi ha, đổ xong rồi mình chỉ chờ là nó nguội lại là bắt đầu mình đem ra. Vẫn là những người thợ đó, vẫn là tay nghề đó, nhưng mà có đúng ngay cái ngày đó là sẽ bị. Ví dụ như có đám ma đi ngang là bảo đảm là chút xíu sau đập mấy cái đó ra là hư hết, không có nào xài được, phải đúc lại từ đầu. Đó là cái tổ nghề của nghề đúc đồng ha. Rồi cái đó là chuyện là mẹ mình nói đó, là ông ngoại mình nói, là những người tổ đúc đồng ở xứ mình nó có mấy người tổ đúc đồng đó, người ta đúc đồng đó, là người ta nói vậy, người ta kỵ. Với mà các bạn biết không, tổ nghệ sĩ, tổ bên giới nghệ sĩ là có một ông tổ ca hát, tổ cải lương đó, là tổ cải lương với tổ trang điểm đồ đó là chung với nhau. Nhưng mà trang điểm thì mình vẫn bái tổ cải lương luôn, nhưng mà đối với mà cái người mà đi hát cải lương, hát sân khấu rồi đó ha, mà cái bữa đó ha, các bạn biết không, đặc biệt là hát đình nha. Những cái hát khác thì mình sao mình không biết, nhưng mà mình thấy hát đình, hễ mà đi hát đình ha, là họ cấm, họ không cho mình đem nhãn theo, không cho đem nhãn theo với thêm một cái trái gì nữa đó mà mình quên rồi, hình như mít hay sao đó, nhưng mà mình chỉ nhớ là nhãn thôi. Cái khi mà mình đi ha, coi hát đình á, là họ cấm, họ không cho mình đem nhãn theo. Vì lý do tại sao các bạn biết không? Khi mà các bạn đem nhãn theo á, tổ không có phù hộ cho mấy họ hát, tự nhiên cái họ hát nó trật nhịp, nó rớt đài, rồi nó thế này thế kia, nó rất là nhiều. Và lý do là tại vì mấy ông tổ đó, ông rất thích nhãn, mà cái người nào mà đem nhãn theo là ổng đi theo cái người đó, ổng không có lo phù hộ mấy cái người hát, cho nên mấy người hát dở, hát kêu bằng tổ trác á. Đó là vậy đó, cái câu gọi là tổ trác là vậy đó. Là chồng mình là ổng là người quậy cái vụ đó, ổng nói là ổng nghe người ta đồn á, là khi mình đi hát đình là mình không có được đem nhãn theo, tại vì đem nhãn theo những người đó hát không có được. Ổng muốn xem thử coi có thật sự đúng như vậy hay không. Bữa đó ông đi coi hát, ông giấu hai trái nhãn bỏ vào túi. Ông đem, tại vì đem nhiều quá thì bị phát hiện sao, lấy hai trái nhỏ nhỏ thôi nhét vô. Cái xong cái đi vô trong hát đó hả, rồi là cái người ta hát đình đó, người ta hát không được, cái người ta biết là trong nhóm khán giả có người đem nhãn theo. Nhãn với cái gì anh? Trái giải. Nhãn. Trái thị hả? Trái thị đúng không? Là nhãn với trái thị, là hai cái trái đó là không có được đem theo. Cái xong cái khi mà họ hát không được là họ bắt đầu họ đi xuống, họ kiếm cho bằng được ai đem theo trái nhãn và trái thị, là họ lụm hai trái đó, họ tịch thu, họ đem đi bỏ, rồi họ mới hát được. Các bạn biết là chồng mình ổng quậy á, ổng nói ổng đem theo cái mấy bà nó hát không được, hát bị trật quẻ, trật nhịp, nó không có giống ai hết trơn á. Cái xong mấy bà phải đình lại, mấy bà không hát nữa, mấy bà đi xuống, mấy bà kiếm coi thằng nào đem nhãn với đem trái thị theo là tịch thu. Đây, bắt đầu phát hiện ông nội là đem theo, bắt đầu tịch thu, là bắt đầu họ lên họ mới diễn được tiếp. Đó là mấy cái theo kiểu của tổ nghề á, là nó có cái điều kiêng kỵ cấm kỵ của cái tổ nghề. Mà mình biết thêm vài điều nữa bên cái chuyện là ma đó, cái chuyện mà thầy pháp nữa, là máu kinh của cô gái đồng trinh đó, là cô gái nào mà chưa có bị mất trinh lần nào đó, mà cái máu tháng của cái cô gái đó là sẽ làm kỵ với cái người làm thầy. Nhưng mà còn về cái cái môn phái nào thì mình không có biết là có môn phái này nó kỵ mà môn phái kia nó không kỵ hay không thì mình không biết, nhưng mà mình biết là máu huyết của người cô gái mà chưa có quan hệ lần nào đó mà máu huyết tháng của người phụ nữ đó là theo kiểu mình kỵ với cái bùa phép của bùa đó, là kỵ với bùa phép đó, thì mình biết là có chuyện đó đó. Còn cái điều đó thì mình chưa có nghe và chưa có chứng thực từ ông bà, tại vì lúc đó là mình biết là thời gian sau này thôi, nhưng mà khi lúc đó là ông ngoại mình mất rồi với ông nội rồi mất hết rồi, mình không có hỏi được, mà mình không có kiểm chứng được cái điều đó là thật sự đúng hay không, nhưng mà theo mình biết là như vậy đó. Và tiếp nữa là nước tiểu của đồng tử, mình biết là nước tiểu đồng tử nè. Còn cái chuyện mà máu chó mực á, thì cũng đã nhiều người biết rồi đúng không, thì nước tiểu đồng tử rồi máu chó mực rồi có những cái điều mà cấm kỵ, nhưng mà tùy thôi nha các bạn, chứ không phải lúc nào cũng cấm kỵ. Có nhiều cái môn phái và có nhiều cái loại bùa phép á, những cái đó nó không có làm ảnh hưởng gì tới cái chuyện của bùa phép hết, cho nên những cái điều mà mình biết là mình sẽ nêu ra cho các bạn nghe, và những cái nào mà mình biết nhưng mà chưa xác thực được thì mình sẽ nói trên video này là chưa xác thực, là những cái điều này nãy là mình nghe nói như vậy thôi chứ mình chưa xác thực được. Nhưng mà còn cái chuyện mà chảy đầu mà ông thầy Pháp mà thấy được đàn bà mà chảy đầu lần đầu tiên là cái điều đó là đã xác thực rồi, và người trong nhà đã kiểm chứng rồi, thì cái điều nào kiểm chứng là mình sẽ nói cho các bạn là kiểm chứng. Thì bao nhiêu thông tin đó mình biết thôi, vì có lẽ là cũng giúp ích được sự tò mò cho các bạn hiểu biết thêm về cái lĩnh vực này, và mình sẽ tìm hiểu thêm về những cái chuyện này. Nhưng mà có lẽ là cái sự hiểu biết của mình nó sẽ giới hạn với cái chuyện thầy Pháp này, tại vì những cái chuyện này nó còn rất là nhiều, mà đôi khi mình nói nó chưa có tới thì nó sẽ không có chính xác lắm. Nhưng mà những gì mình biết là mình đã nói lên cho tất cả mọi người biết hết rồi. Thì mong là mọi người yêu thích video này và nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Đừng quên subscribe, like, share cho tất cả mọi người cùng xem. Và đừng quên comment bên dưới để nêu cái cảm nghĩ về video này. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Bye bye và hẹn gặp lại.